máy điện có công suất đặt lớn hơn 30 MW có trách nhiệm hoàn thành thủ tục đăng ký và trực tiếp tham gia thị trường điện. Nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo có công suất đặt lớn hơn 10 MW được quyền lựa chọn trực tiếp tham gia thị trường. Đây là những điểm mới trong dự thảo thông tư quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh. Tuy nhiên, việc huy động như thế nào để bảo đảm sự công bằng, minh bạch trong huy động và điều tiết các nguồn điện vẫn là bài toán khó. Theo các chuyên gia, một cơ chế giá huy động điện minh bạch, bảo đảm hoạt động theo thị trường sẽ thu hút đầu tư và phát triển các dự án năng lượng. Qua đó bảo đảm mục tiêu người sử dụng và nhà đầu tư các dự án điện đều hưởng lợi và giảm áp lực với nền kinh tế.